Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Huyền Thu trong các video thời gian qua. Có được sự đồng hành của quý vị là động lực rất lớn để ekip của Sống Để Hạnh Phúc sản xuất nhiều video hay và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Video ngày hôm nay thì Huyền Thu sẽ chia sẻ cùng quý vị về những điều khiến cho một người đàn bà sống trong đau khổ và bi kịch. Quý vị thân mến, phụ nữ thì luôn được coi là phái yếu, là người cần được chở che bảo vệ. Tuy nhiên thực tế thì lại có nhiều chị em đang tự làm khổ chính mình, chỉ chăm lo cho chồng con mà quên mất bản thân. Người xưa thì vẫn nói rằng sướng khổ là do mình. Quả thật đúng là như vậy. Chị em phụ nữ chẳng thể thay đổi được số phận đã định trước. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn tâm thế, lựa chọn cách để đối mặt với những biến cố của cuộc đời. Muốn sống sung sướng thì chị em phụ nữ đừng bao giờ phạm phải 7 điều này. Mời quý vị cùng đón xem và đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video này đến những người thân của mình quý vị nhé. 7 dấu hiệu đàn bà mệnh khổ cả đời chỉ toàn bi kịch. Thứ nhất, quá mạnh mẽ. Phụ nữ mạnh mẽ đôi khi không phải họ muốn thế. Những thăng trầm vất vả của cuộc đời, gánh nặng trong gia đình đã mài giũa con người họ trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó chính là biểu hiện của người phụ nữ khổ. Khi mạnh mẽ, họ thường là người làm chủ gia đình, việc gì cũng đến tay. Hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng, người phụ nữ này thường có cái tôi cao nên không bao giờ nhún nhường. Từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôn nhân đi vào ngõ cụt. Thứ hai, quá mềm lòng. Phụ nữ thường sống theo cảm tính hay mềm lòng và đó chính là một biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vàng nghĩ đó là tình yêu. Hay như dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình, nhưng với những phụ nữ hay mềm lòng, họ vẫn sẽ chấp nhận tha thứ. Và không chỉ một lần, tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau. Họ chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn, nhưng thực tế là tự làm mình khổ. Thứ ba, suy nghĩ quá nhiều. Đàn ông thì vô tâm mà phụ nữ lại hay đa sầu đa cảm. Nên với những người hay suy nghĩ quá nhiều, quá để tâm tới những lời nói đôi khi vô tình của người đàn ông là biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ không chủ đích gì của chồng cũng có thể làm cho người vợ nghĩ rằng chồng không còn yêu mình, không còn quan tâm đến mình nữa. Họ luôn suy nghĩ về tất cả những gì mọi người nói xung quanh mình, luôn suy đoán ý nghĩ của người khác, luôn loanh quanh với những mớ bòng bong ấy. Vì thế làm cho họ không bao giờ thoải mái được. Thứ tư, hay lo lắng. Trong hôn nhân, người phụ nữ sẽ phải trải qua rất nhiều vai diễn từ làm vợ, làm dâu đến làm mẹ. Mỗi một vai diễn, họ sẽ có những nỗi lo lắng khác nhau. Người phụ nữ mệnh khổ thường hay lo lắng, tự tạo áp lực cho bản thân. Trong gia đình, chuyện gì họ cũng muốn gánh vác trách nhiệm và cố gắng để hoàn thành nó. Nếu càng như vậy, lâu ngày sẽ khiến cho người khác ỷ lại và khiến chị em càng ngày càng mệt mỏi hơn thôi. Thứ năm, quá hiểu chuyện. Đúng ra, người hiểu chuyện phải rất được mọi người yêu quý, tôn trọng. Nhưng trong hôn nhân thì phụ nữ quá hiểu chuyện lại thường không được hạnh phúc. Bởi vì họ thấu hiểu người khác tới mức không hề biết tức giận dù chồng mình làm sai hay người khác đối xử tệ bạc với mình. Lâu dần, việc ấy sẽ trở thành thói quen khiến người phụ nữ lúc nào cũng nín nhịn một mình. Khổ tâm nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Tất cả là vì gia đình của mình. Nên dù họ có cố gắng hiểu chuyện thế nào thì cũng bị coi là vô dụng mà thôi. Thứ sáu, quá đa tài. Đối với nhiều chị em, họ dành toàn bộ thời gian, sức lực của mình để lo lắng, chăm lo việc lớn, việc nhỏ trong gia đình. Việc gì họ cũng muốn tự làm. Chính những người phụ nữ như vậy sẽ làm cho người chồng, người đàn ông trong gia đình nghĩ rằng vợ mình có thể làm mọi thứ, không cần đến sự giúp đỡ, quan tâm chăm sóc ai cả. Như vậy, có phải chính là phụ nữ tự làm khổ mình không? Cuộc sống gia đình không thể tránh được những va chạm xích mích, những bất hòa không vui.
Nhưng với những người này thì cuộc sống sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, bức bí. Thứ bảy, quá chăm chỉ. Theo đạo lý, cần cù chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống. Trong gia đình, một người phụ nữ chăm chỉ xứng đáng nhận được lời khen từ người khác. Nhưng một khi quá chăm chỉ, một mình phải làm tất cả mọi việc, thì người mệt mỏi, khổ sở sẽ chính là bản thân mình. Có những khi, phụ nữ làm việc nhà còn vất vả hơn đi làm. Một khi đã ở nhà, hàng loạt những công việc không tên và không có thời gian rảnh rỗi cho riêng bản thân mình. Hơn nữa, nếu vợ quá chăm chỉ sẽ khiến chồng ỷ lại, lười biếng. Quý vị thân mến, tính cách sẽ tạo nên số phận. Vậy nên, một người phụ nữ muốn sống sung sướng, nhàn hạ thì phải thay đổi bản thân mình, thay đổi thói quen, lối sống và tư duy của mình. Một người phụ nữ an nhàn, sung sướng thì phải làm được những điều sau đây. Thứ nhất, độc lập về tài chính. Ngay cả khi kinh tế gia đình bạn ổn định đến mức bạn có thể không cần đi làm mà vẫn sống sung túc, bạn vẫn phải kiếm cho mình một công việc kiếm ra tiền. Dù số tiền đó ít ỏi và chỉ đủ phục vụ cho những nhu cầu tối thiểu, thì bạn vẫn có tiếng nói trong gia đình hơn, thay vì để cán cân kinh tế nghiêng hoàn toàn về phía chồng. Có thể chồng bạn luôn muốn bạn được nghỉ ngơi và không phải ra ngoài vất vả kiếm sống, thì điều đó không có nghĩa là khi anh ta cáu giận sẽ không mang chuyện này ra để chỉ trích. Khi độc lập tài chính, sự quyết đoán của bạn sẽ tăng lên, sẽ tỉnh táo và biết mình cần phải làm gì. 2. Hãy làm chủ cuộc sống của bạn mọi lúc mọi nơi. Phụ nữ, suy cho cùng, đừng vì quá phụ thuộc vào một bờ vai mà đánh mất đi sự độc lập vốn có. Chuyện gì làm được hãy tự mình giải quyết. Chuyện gì vò não bứt tai mà không làm được thì hãy nghĩ đến việc đi tìm một sự trợ giúp. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy tự làm chủ bản thân mình, đừng để bản thân mình bị lệ thuộc vào bất cứ một ai hết. Lấy một người chồng tốt, biết quan tâm, yêu thương vợ con, chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, để cuộc sống thoải mái và hạnh phúc trọn vẹn, phụ nữ hãy nhớ đừng quá dựa dẫm, ỷ lại vào đàn ông. Có những thứ phụ nữ hãy tự quyết định để tạo một cuộc sống tốt nhất cho bản thân. 3. Yêu con hơn chồng. Chẳng phải bỗng dưng, từ xa xưa các cụ đã dạy rằng lấy chồng theo chồng, có con theo con. Đứa bé là tài sản lớn nhất của người mẹ, kể cả chồng bạn có trăng hoa tệ bạc với bạn đến đâu. Chỉ cần bạn kiên trì nuôi dạy con thật tốt, bạn vẫn sẽ có tương lai hạnh phúc. Nhiều người phụ nữ luôn cam chịu cuộc sống không hạnh phúc vì sợ con mình sẽ ảnh hưởng xấu khi lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn. Đó là suy nghĩ sai lầm. Trẻ nhỏ sẽ lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh nếu được chăm sóc kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tâm hồn. Điều đó chỉ có được khi bậc cha mẹ của chúng cũng được vui vẻ. Thứ tư, luôn xinh đẹp. Đây chính là thói quen cần phải có của người phụ nữ, muốn được yêu thương và hạnh phúc. Trước hết, bạn cần phải yêu chính bản thân mình, chăm chút cho bản thân sẽ khiến bạn cảm thấy yêu đời và khi đó hạnh phúc sẽ nhanh chóng tìm với bạn. Thứ năm, đừng bao giờ ôm việc vào người. Đã là phụ nữ thì nên nhớ, dù bạn thuộc phái mạnh hoặc phái yếu, bản thân mỗi người sẽ có những phần việc riêng của mình. Công việc lúc nào cũng là vô tận. Cho dù bạn làm suốt ngày, suốt đời thì cũng sẽ chẳng thể nào làm hết được công việc ấy cả. Nếu bạn là một người phụ nữ thông minh, muốn nắm giữ hạnh phúc của mình, thì cần phải biết cách dung hòa cuộc sống của mình. Tốt nhất là không nên ôm đồm quá nhiều công việc của mình cùng một lúc. Như thế là bắt bản thân mình gồng người lên để làm hết những phần việc của người khác rồi. Thứ sáu, loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tiêu cực, buồn bã, chán nản là đặc trưng tính cách của những cô nàng này. Ngay cả khi bản thân và cuộc sống hiện tại không đến nỗi nào, nhưng có nhiều phụ nữ luôn cho rằng mình chẳng có gì, chẳng bằng ai. Họ sống khép kín, tự ti và thường xuyên rơi vào trạng thái ủ ê vì ghen tị, vì thấy mình thua kém. Đàn ông cho rằng một cô nàng bình thường, thậm chí kém cỏi nhưng tự tin, lạc quan về cuộc sống còn hấp dẫn hơn nhiều tuýp phụ nữ luôn tự hủy hoại bản thân bởi lối sống tiêu cực. 7. Hãy học cách quên đi những điều không hay. Sinh ra là phụ nữ là đã biết phải khổ. Nhưng sướng hay khổ, một phần cũng do chính bản thân mình.
Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay, cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ. Đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều. Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Dù có bất cứ việc gì, nhất là chuyện buồn thì không nên để lại trong tâm, đặt nặng trong đầu. Không nên tính toán với bất kỳ ai, không nên tính toán bất kể việc gì. Đừng bao giờ lo sợ được mất, dũng cảm xả đi những thứ không phải là của mình, vui vẻ giúp đỡ người khác, sống một cách vui vẻ tự nhiên. 8. Sẵn sàng nâng lên nhưng cũng có thể đặt xuống. Bạn cần học được cách từ bỏ, học được cách nhìn ra những thứ càng cố gắng càng khó níu giữ. Trái tim của một người đàn ông khi đã thuộc về người khác, bạn chẳng nên cố gắng hơn làm gì. Đừng tự biến mình thành một người phụ nữ chỉ biết mù quáng chạy theo người không yêu mình. Tự làm tổn thương chính bản thân và chẳng nhận lại được điều gì xứng đáng. Thứ 9. Có đam mê để theo đuổi, có sở thích để tận hưởng. Lấy chồng, sinh con không có nghĩa là bạn phải dẹp hết mọi đam mê, ước mơ và thú vui qua một bên. Không có gì là quá muộn để theo đuổi. Có thể ước mơ của người phụ nữ như bạn sẽ khác với ước mơ của cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng bạn có kinh nghiệm, trải nghiệm phong phú để biết mình nên bắt đầu từ đâu. Sở thích cá nhân chính là vũ khí lợi hại nhất để vực dậy tinh thần dù bạn đang ở lúc kiệt quệ nhất. Đôi khi bạn không nhận ra nó, nhưng bạn sẽ thấy mình bất chợt mỉm cười chẳng vì lý do gì khi được sống trong những ngày tháng tự do và tùy ý làm điều mình muốn.